Như vậy trao tâm là gì? Trao tâm là gì? Chúng ta đặt câu hỏi trao tâm tại sao gọi là trao tâm? Tức là tâm là gì mà phải trao? Thì căn cứ vào sách của Thánh Hiền đã dạy các môn nhân đệ tử chữ tâm, thì Thánh Hiền vẽ theo cái mô hình, cái từ tượng hình, nó giống như cái quả tim đó quý vị. Cái quả tim thì người ta vẽ đó, như vậy đó, là giống như cái quả tim đó là từ tượng hình của chữ tâm. Đó là theo đạo của Thánh Hiền. Còn về tâm lý thì nó mang một cái tính chất, tâm ở đây là đó là nhục đoàn tâm nha. Còn duyên lữ tâm, duyên lữ tâm này thì nó nằm về phần tâm lý, tức là duyên theo cái cảnh. Cái cảnh buồn thì nó buồn, cái cảnh vui thì nó vui đó. Rồi cái cảnh giận thì nó giận, nó bị chi phối bởi 13 con ma là thất tình lục dục. Thất tình là mừng vui buồn giận ưa ghét muốn. Cái mừng thì nó duyên theo cái cảnh mừng, vui thì nó duyên theo cảnh vui, buồn thì duyên theo cảnh buồn, giận thì nó duyên theo cảnh giận, thì tiếp tới. Thành ra đó là cái tâm duyên lượng tâm. Về mặt tâm lý người ta phân tích là như thế. Rồi về mặt là đạo Phật thì đây là Phật đã cho biết là chân như tâm. Chân như tâm thì đó là cái tâm, phải nói là cái chân tâm của Phật tánh của chúng ta. Thì tại sao gọi là chân tâm? Chân tâm là gì mà vọng tâm ra sao? Chúng ta đặt câu hỏi nó là như thế. Chân tâm quý vị nhìn lên cái bầu trời, phải nói là mùa thu hôm nay chúng ta gặp được giáo pháp mà Đức Thầy đã cho biết là thu còn gặp lúc trăng thanh, giang lời thỏ thẻ như nhành rẹo chim, thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho ra, bồi hồi chợ tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Nam mô A Di Đà Phật. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quan ai xót thương nhân dùng bội lỗ lăng, Phật giáo ở suy đồ. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi mà sống, kẻ chiều kinh thông thà mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công quăng quang. Nền đại đạo lưu thông khắp nơi, cả bậc tiên hiền đều trong Phật gian. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhằm buổi phong trào tăng nghi tăng đua chen theo, giật giấc dân minh
nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phiên giống tố lời tà sư ngoài đào gieo vào. Cho mình chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân, lắng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phím quán hờn cũng không. Bốn câu giảng vừa nêu trên là một mệnh đề cho buổi lễ thuyết giảng Phật giáo Hòa Hảo hôm nay qua sự bình giảng của Ban Bổ truyền Giáo lý Di Trung ương Đoàn Thanh Tăng. Vậy ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông đến diễn đàn bình giảng cho đồng đạo nơi đây nghe chung. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Quỳnh Thị Diễm, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh An, đại diện cho chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể. Kính thưa ông giáo lý viên Nguyễn Văn Tạo, ông giáo lý viên Quỳnh Thiện Tính, ông giáo lý viên Trần Thanh Sương là ban phụ truyền giáo lý trung ương. Kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An. Kính thưa ban trị sự tất cả các xã bạn kính mến. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 niên Giáp Thìn 2024. Được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý trung ương, chúng tôi đến đây gặp gỡ toàn thể chư quý vị đồng đạo qua một đề tài trong kho tàng pháp bảo của Đức Tôn Sư đã để lại, để rồi chúng ta tầm kệ giảng mà dò bờ dò bến, tầm sấm kinh để dò đến bồng lai. Vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị đồng đạo hôm nay, lời kính chào và lời chúc phúc tốt đẹp nhất, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, pháp bảo được liệt vào hàng tối quan trọng sau Phật bảo một bậc. Trước ngày nhập diệt thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có dặn dò các đệ tử: các con hãy trọng pháp giới giống như trọng Phật khi ta còn ở tại thế gian. Và Ngài có khuyên là pháp bảo được liệt vào hàng tối quan trọng. Pháp có truyền thì đạo được mới được phát khai rực rỡ, bằng ngược lại pháp không truyền thì sớm muộn gì đạo ấy cũng đi vào cái chỗ tiêu vong. Nhận thức như thế, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An của chúng ta từ các đời trước đây cho đến hiện nay, quý vị đã vì thầy tổ, đã vì dĩ nghiệp của tổ thầy, đã vì pháp luân thường chuyển mà quý vị đã một tay chèo tay chống để rồi hôm nay có cái cơ sở phải nói là để lại cho muôn đời sau khang trang như thế này. Vậy cái tinh thần đó, tôi nghĩ ơn trên Đức Phật Đức Thầy sẽ nhìn về nơi đây là chúng ta trao thân phận để rạng danh hiếu đệ thọ dạ thầy nơi chốn mây rộng. Đó là những ý tôi đến trình bày đến toàn thể chư quý vị. Thì kính thưa chư quý vị, thì khi đến đây một ngôi chùa phải nói là uy nghi, nghiêm trang, thanh tịnh đã đến với mắt của chúng tôi qua một cái những cái lùm cây, những hàng cây cổ thụ và thanh tịnh vắng bóng, để rồi mọi người trở lại cảnh thiền này làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Phải nói đây là một cái mà chúng tôi rất trân trọng về tinh thần và vật chất của toàn thể chư quý vị. Và hôm nay là tiết trời vào mùa thu thì những cơn gió dành nhau để thổi về mang mát mẻ cho toàn thể con người. Thì mùa thu này lọt vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì một năm có 4 mùa là xuân, hạ, thu, đông.
Cái hễ xuân sanh, hạ trưởng, thu mãn, đông tàn. Mùa xuân thì gồm có tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3. Đó là mùa xuân theo âm lịch. Mùa hạ thì gồm có tháng 4, tháng 5, tháng 6. Mùa thu thì gồm có tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Và mùa đông là tháng 10, tháng 11, tháng Chạp. Đây là xuân sanh, hạ trưởng, thu mãn, đông tàn. Nó đi vào cái quy luật đó, để rồi chúng ta phải chịu là cảnh luân hồi sinh tử. Thì vào tháng 8 mùa thu này, toàn thể đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta có những ngày kỷ niệm rất quan trọng. Ngày lễ là Trầm Trung Quân. Đây là Trầm Trung Quân là ba cái rằm lớn trong năm theo cái thông lệ đạo Phật. Phật giáo Hòa Hảo cũng là đạo Phật, đều là theo thông lệ. Thì ngày Rằm Trung Quân này nó mang một cái tích là Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi cảnh địa ngục để trở về cõi trời Đâu Sức. Đó là cái tích của Mục Kiền Liên cứu mẹ. Rồi đến ngày 12 tháng 8, ngày 12 tháng 8 thì ngày vía Đức Phật Thầy Tây An, mà hôm nay chúng ta đã đi vía, hôm nay chúng ta đã trở về đây. Thì vía Đức Phật Thầy Tây An, Đức Phật Thầy Tây An ra đời vào năm 1849, gọi là thế kỷ 19. Ngài ra đời để là khai một cái mối đạo là Bửu Sơn Kỳ Hương với giáo lý học Phật tu nhân. Để rồi sau đó gần 90 năm, thế kỷ 19 thì năm 1849 cho đến thế kỷ 20 năm 1939, Đức Tôn Sư yêu kính của chúng ta khai sáng mối đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo Cù Lao Kết của tỉnh Long Xuyên, An Giang. Thì giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo cũng vẫn là giáo lý học Phật tu nhân. Vậy thì ngày 12 tháng 8 chúng ta nhớ cái nôi mà Đức Phật Thầy Tây An khai thị pháp môn học Phật tu nhân. Hôm nay chúng ta đi theo giáo lý học Phật tu nhân của Đức Tôn Sư yêu kính đã dạy dỗ toàn thể chúng sanh. Và bên cạnh đó, vào ngày 28 tháng 8, tức là ngày nay, kính thưa chị quý vị, phải nói là đây là cái sự nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ chúng tôi cũng không có biết đến đây vào ngày nào tháng nào một lần nữa. Vào ngày này, tháng này năm trước thì chúng tôi đã có đến cái hội trường này rồi. Đây cũng là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà hôm nay cái sự phân công trùng hợp ngẫu nhiên đến ngày này tháng này chúng tôi cũng trở về nơi đây nữa. Đây cũng là phải nói là duyên lành rõ được khùng điên, thì chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì ngày 28 tháng 8 này chúng ta nhớ chút nữa đây, đến 9 giờ ở tại gạch giá đền thờ của Đức là Quan Thượng Đẳng Nguyễn Trung Trực. Ở nơi đây ban tổ chức người ta làm lễ để tưởng niệm công mà Quan Thượng Đẳng Đại Thần vì dân vì nước hy sinh để đem lại sự bình an ấm no hạnh phúc phát triển của đất nước hôm nay. Thì Quan Thượng Đẳng Đại Thần nó mang hai cái ý, quý vị chỉ nhớ hai cái ý này là nhớ Quan Thượng Đẳng Đại Thần, tức là chữ hiếu. Chữ hiếu thì ngài phải nói là đối với chữ hiếu cha mẹ tổ tiên, khi mà người Pháp bắt mẹ của ngài để chuẩn bị chặt đầu để làm cung tinh, thì ngài ra để thay thế mẹ chết đi để làm tròn chữ hiếu. Quý vị nhắc đến đâu phải nói là nhớ ngài phải nói rưng rưng nước mắt. Rồi đến cái chữ thứ hai nữa là quý vị nên nhớ cái ý thứ hai, đó là chữ trung. Ngài trung với đất nước, ngài trung với tôn giáo, quý vị. Tức là ngài đã làm tròn hai cái chữ, chữ hiếu và chữ trung. Mà Đức Tôn Sư yêu kính của chúng ta có dạy: hiếu trung, lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thì là phát lên tiên đài. Thì hôm nay phải nói là chúng ta nhớ về cái việc mà ngài đã hy sinh. Thì Quan Thượng Đẳng Đại Thần trong bài chúng ta đã quy y với Đức Phật, trong bài quy y hàng ngày đó chúng ta có niệm danh hiệu của ngài. Đó là chúng tôi có những cái ý trong lời nói đầu hôm nay. Thì bây giờ đã đi vào đề, chúng tôi tranh thủ thời gian, chúng tôi trình bày với quý vị khoảng 60 phút thật gọn gẽ để quý vị nắm, để rồi chúng ta thương yêu lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Dạ, thì đi vào đề thì kính thưa toàn thể chư quý vị, trong đoạn đầu của bài chánh định, Đức
tôn sư của chúng ta đã cho biết, sinh ra ở đời con người thường hay bị cắt, sinh ra ở đời thì con người thường hay có những ý định làm cho mình được sung sướng thêm lên, được giàu thêm lên, được thì những ý định đó hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi. Họ không chịu hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay về mai khác, thân thế lạc lưng của cải gia tài như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, thế mà họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. Và cái cảnh khổ như thế, cho nên là thiền sư Vạn Hạnh vào thế kỷ 13 khi ngộ đạo rồi thì ông có làm một cái bài kệ như sau: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mộc xương dinh thu tụ khô, nhậm dẫn thịnh si vô bố quý, thịnh si như lậu thảo đầu phô. Tạm dịch đó là: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xương tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh si như hạt xương rơi đầu cành. Quý vị, đó là cái bài kệ mà đức thiền sư Vạn Hạnh đã ý thức toàn thể chúng sanh rằng cuộc đời nó mau, nó giống như điện chớp, nó giống như hoa nở chiều tàn. Chúng ta phải ráng quyết tâm mà đi vào con đường tu hành để rồi giải thoát cảnh là sanh già bệnh chết này. Như vậy thì muốn thoát đi cái cảnh này thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng tôi và cùng quý vị, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cái mệnh đề, đó là cao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím mà quán hờn cũng không. Như vậy cao tâm luyện tánh cho minh là như thế nào, rồi chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn là ra sao, rồi lắng tai nghe rõ tiếng đờn là đờn gì, mà không dây không phím quán hờn cũng không nó như thế nào? Đó là những ý tôi sẽ trình bày đến toàn thể chư quý vị hôm nay. Thì kính thưa chư quý vị, để đi vào phần tìm hiểu ý nghĩa và chú xích thích từ ngữ và tìm hiểu ý nghĩa, thì chúng tôi và quý vị chúng ta cùng nhau đi về phần xuất xứ, đi từng lớp cho quý vị, đi về phần xuất xứ. Chúng ta đặt câu hỏi chi chứ, xuất xứ của bốn câu giảng này nằm ở đâu? Kính thưa chư quý vị, xuất xứ bốn câu giảng này nằm ở đoạn cuối của quyển năm. Mà quyển năm Đức Tôn Sư viết tại đâu? Quyển năm Đức Tôn Sư viết tại nhà thương chợ quán vào năm Nhâm Ngũ năm 1942. Về thể văn như thế nào? Về thể văn ngày viết, về thể văn biến thể, đoạn đầu và đoạn cuối theo thể văn lục bát, đoạn giữa theo thể văn là thất ngôn trường thiên. Đó là về thể văn. Rồi dài bao nhiêu? Quyển này dài 776 câu. Khởi đầu bằng câu nào? Khởi đầu bằng câu là băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn. Và chấm dứt bởi câu nào? Thì ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Đó là phần xuất xứ của quyển năm. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, giờ đây chúng ta đi vào phần chú thích từ ngữ và tìm hiểu ý nghĩa, đi vào nội dung chính của bài. Như vậy trao tâm là gì? Trao tâm là gì? Chúng ta đặt câu hỏi trao tâm, tại sao gọi là trao tâm? Tức là tâm là gì mà phải trao? Thì căn cứ vào sách của Thánh Hiền đã dạy các môn nhân đệ tử, chữ tâm thì Thánh Hiền vẽ theo cái mô hình, cái từ tượng hình, nó giống như cái quả tim đó quý vị. Cái quả tim thì người ta vẽ như vậy, đó là giống như cái quả tim, đó là từ tượng hình của chữ tâm. Đó là theo đạo của Thánh Hiền. Còn về tâm lý thì nó mang một cái tính chất, tâm ở đây là đó là nhục đoàn tâm nha. Còn duyên lữ tâm này thì nó nằm về phần tâm lý, tức là duyên theo cái cảnh. Cái cảnh buồn thì nó buồn, cái cảnh vui thì nó vui đó. Rồi cái cảnh giận thì nó giận, nó bị chi phối bởi 13 con ma là thất tình lục dục. Thất tình là mừng vui buồn giận ưa ghét muốn. Cái mừng thì nó duyên theo cái cảnh mừng,
vui thì nó duyên theo cảnh vui, buồn duyên theo cảnh buồn, giận thì nó duyên theo cảnh giận, thì tiếp tiếp tới. Thành ra đó là cái tâm duyên lượng tâm, về mặt tâm lý người ta phân tích là như thế. Rồi về mặt là đạo Phật thì đây là Phật đã cho biết là chân như tâm. Chân như tâm thì đó là cái tâm, phải nói là cái chân tâm của Phật tánh của chúng ta. Thì tại sao gọi là chân tâm? Chân tâm là gì mà vọng tâm ra sao? Chúng ta đặt câu hỏi nó là như thế. Chân tâm quý vị nhìn lên cái bầu trời, phải nói là mùa thu hôm nay chúng ta gặp được giáo pháp mà Đức Thầy đã cho biết là thu còn gặp đúc trăng thanh, gian lời thỏ thẻ như nhành rẹo chim, thấy trong người ấy thanh liêm, tỏ bài tâm sự ráng tìm cho ra, bồi hồi chợ tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi xem ra ít gì. Thì hôm nay chúng ta gặp được giáo pháp giống như chúng ta nhìn lên cái bầu trời tối đêm nay, để rồi cánh trăng thanh của mùa thu rất sáng. Đó là cái chân như tâm quý vị. Thì cái chân như tâm này là mỗi người tín đồ nên tìm đến cái chân như tâm này, tức là không tạo nghiệp nữa, không bị luân hồi nữa, không bị khổ sở nữa. Đó là chân như tâm. Thì chúng ta nhìn cái bóng đèn, mà cái bóng đèn nó không có bị nó không có bị bồ hông đóng, không có bị bụi bám đó, đó là chân như đó quý vị. Thì bồ hông và bụi này là đại diện cho tham sân si, là thất tình lục dục, tham sân si, danh lợi tình. Đây là những cái thứ mà nó làm cho tâm của chúng ta dần đục đi, nó phai mờ đi, nó không còn chân như nữa. Hôm nay chúng ta muốn trở lại cái chân như tâm mà cái tiêu chí Đức Phật đã đưa ra, tức là chúng ta phải trở lại dẹp bụi đó đi, dẹp cái danh, cái lợi, cái tình đó đi, dẹp cái tham, cái sân, cái si đó đi, dẹp cái là thất tình lục dục đó đi, thì chúng tâm chúng ta nó sáng thôi chứ không có gì quý vị. Đó là chân như tâm, đó là trao tâm. Mà tại sao rỗi lần trao? Tức là chúng ta chưa được trong sạch, chưa được là tốt đẹp, chưa được tinh khiết thì chúng ta phải trao. Đó là cái người mà ở thế gian thì dĩ nhiên ai cũng bị và phạm lỗi quý vị. Thì từ từ mình đi từ từ vào con đường là tập quán nghiệp, để rồi dẹp bỏ những cái tham sân si, dẹp bỏ những cái mà phải nói làm cho tâm của chúng ta dần đục đi. Thì muốn dẹp bỏ về cái tham sân si thì chúng ta phải quán đời nó là vô thường quý vị. Đời nó là vô thường, thấy đó rồi mất đó, có đó rồi không đó, nó là những ảo ảnh ảo hình, là những chướng mắt đưa người vào nghiệp chướng ngàn đời không lối ra. Chỉ có Di Đà miệng niệm lánh trần gian, chỉ có tìm một nơi thanh tịnh ấy, để cho thân thi còn tục mà lòng nhẹ đường phàm, hầu bước lần đến chốn trước trần bất nhiễm mới là yên nhau quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy dạy hay lắm nha quý vị. Dạ, đó là cái chúng ta phải đi đến cái chỗ chân như tâm, đó là trao tâm đi đến cái chỗ là không tạo nghiệp nữa. Không tạo nghiệp thì không bị luân hồi, không bị luân hồi thì không bị khổ não quý vị. Đó là chúng ta phải trao tâm. Luyện tánh là gì? Chúng ta tánh, thường thường người ta nói cái tánh này nó do cái tư tưởng, do cái tư tưởng nó bộc phát ra. Ví dụ như là cái tánh này sao nóng quá, ông sao tôi thấy cái tánh ông nóng quá, ông sao tôi thấy cái tánh ông ham quá, ông sao tôi thấy cái tánh ông phải nói hay hờn hay giận quá, là do cái tư tưởng nó bộc phát ra bên ngoài, nó gọi là cái tánh. Đó là vậy. Tâm và tánh đây là phần tư tưởng, mà muốn biết rõ hay không thì chúng tôi và quý vị chúng ta cùng nhau chứng minh trong phần tránh tư duy. Thì Đức Thầy đã dạy, ta sanh ra cõi đời thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng, cái tư tưởng rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được. Đức Thầy khẳng định ấy về phần ta. Thì chúng tôi thăm dò nghiên cứu thì 99% đều dướng vào cái chỗ mà danh lợi, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng. Bởi vì Đức Thầy đã cho biết là nợ gia đình đeo đắm căn duyên, ai rồi cũng phải là có cái chuyện mà có gia đình để nối dòng nối dõi. Nhưng mà có phương pháp nào để giải tỏa được không? Có phương pháp nào để giải quyết cái vấn đề sinh lão bệnh tử này được không? Khi con người đã có vợ, có chồng, có danh, có lợi. Thì Đức Thầy đã dạy tiếp. Phần chánh dạy ta rằng tâm cần phải bình. Tâm cần phải bình. Tại sao gọi là bình quý vị? Ngược lại chữ bình nó là chữ động. Mà tâm động
thì duyên theo cảnh. Còn tâm bình quý vị nhớ là như một cái mặt nước hồ thu, nó bình rồi, nó trong rồi, thì chúng ta sẽ nhìn được ở dưới đáy giếng nó như thế nào. Đó là Đức Thầy dạy chúng ta tâm cần phải bình, đừng có cho động theo duyên cảnh nữa quý vị. Động theo duyên cảnh là luân hồi, còn tâm bình thì chúng ta sẽ được giải thoát. Tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao. Tánh thì nó tịnh, tức là phản ngược lấy chữ tịnh, nó là nó có động. Tánh nó động, cái tư tưởng nó động, thành ra cái tánh mới nóng, cái tánh mới sân, cái tánh mới si, cái tánh mà phải nói mới ham muốn. Thành ra tánh cần phải tịnh quý vị, nó tịnh lại, nó không cho động đi. Đó là tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao. Vậy phần tư tưởng này là phải nói là tánh và tâm, nói về phần tư tưởng nha quý vị. Nhưng mà quý vị nên biết, về phần tư tưởng đó là phần ý nghiệp, mà ý nghiệp nó điều khiển cái miệng. Cái miệng muốn nói cái gì là do cái thằng tâm này nè, là do cái thằng ý nghiệp nó xoay khiến. Nói lên có đôi khi hơn thua, có đôi khi tranh chấp, có đôi khi sỉ nhục người, là do cái thằng ý nghiệp này nó điều khiển cái miệng. Vì thế Đức Thầy dạy chúng ta, tâm chúng ta cần phải bình, tánh cần phải tịnh. Lúc nào cũng có tâm đạo ở nơi đây, lúc nào cũng có trí đạo ở nơi đây, để đừng phạm nghiệp vào cái miệng lưỡi. Phải gì? Miệng lưỡi nó rất nhạy cảm. Có đôi khi mình nói lên một điều mình chưa kìm lại được, mình suy nghĩ đây là phạm nghiệp của quý vị. Phải nói là người đạo rất khó lắm quý vị ơi. Chúng ta phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói. Tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao. Mà tư tưởng thanh cao thì miệng nói thiện, thân sẽ hành thiện. Đó là tư tưởng thanh cao, thì miệng nói thiện, thân sẽ hành thiện. Giữ tư tưởng cho thanh cao, trí ráng tìm cái chân lý. Trí đây là cái trí sáng của mình nha quý vị. Trí sáng của mình ráng tìm cái chân lý. Cái chân lý ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại, của mình đối với trời Phật, của mình đối với mình. Vì thế hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc tìm phương cứu giúp sanh linh thoát khỏi dòng trầm luân quan nghiệp. Đó là mình đối với nhân loại. Như mới nãy thì quý vị trong ban trị sự có gợi ý chúng tôi, khi đến nói đến đây chúng tôi mới nhớ lại cái ý quý vị. Thì hôm nay là giữ tư tưởng cho thanh cao, trí gắn tìm cái chân lý. Chân lý ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại. Thì quý vị đến nơi đây ủng hộ giáo pháp, rồi mai mốt đây quý vị trở về nhà, thì sẽ là những cái cành hoa thơm, sẽ là những cái tùng cây bách đại diện cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, để làm cho xã hội này dơi đi bớt niềm đau nỗi khổ. Nói về mặt vật chất và mặt tinh thần. Thì nói đến đây tôi mới nhớ cái ý quý vị. Thì mới nãy ban trị sự có gợi ý là chúng tôi nên có một phút mặc niệm để tưởng nhớ bà con của chúng ta ở miền Bắc đang bị tai nạn chết đi do cơn bão số 3 gây ra, và tưởng niệm ông cụ trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An đã qua đời đúng một năm. Vậy tôi xin phép nha quý vị, xin phép để mời toàn thể chư quý vị đứng lên để chúng ta một phút mặc niệm tưởng nhớ bà con của chúng ta đã bị mất. Vậy kính mời toàn thể chư quý vị đứng lên, chúng ta làm một phút mặc niệm. Hướng tâm về lễ đài, chúng ta có một phút mặc niệm tưởng nhớ bà con đã tử nạn trong cơn bão số 3 gây ra, và tưởng niệm ông cụ đã qua đời đúng một năm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Dạ, phút mặc niệm đã xong, kính mời toàn thể chư quý vị an tọa. Vậy là chúng ta là đối với nhân loại thì mình đối với mình, đối với trời nhân loại, đối với trời Phật. Vì thế hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc tìm phương cứu giúp sanh linh trong thoát khỏi dòng trầm luân quan nghiệp. Hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho nhân chủng. Đây là mình đối với trời Phật quý vị. Còn mình đối với mình là hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách. Bằng cách gì quý vị? Bằng cách lạc đạo, an bần, xả thân, tu tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Đó lời thầy dạy hay lắm. Mình phải có cái tư tưởng đó đó mới đi đến cái chỗ là chân tâm thanh tịnh. Mình chấp nhận lạc với cái đạo là chấp nhận với cái nghèo, là vui với cái đạo. An bằng là chấp nhận cái nghèo. Xả thân cũng đừng vì cái thân này mà nó tạo đi cái nghiệp. Để xả thân để tu. Tu là sửa, tỉnh là không còn mê nữa nha quý vị. Đó là lạc đạo, an bằng, xả thân, tu tỉnh. Như thế là trao tâm luyện tánh cho mình.
Thì cho minh là gì? Là cho sáng đâu quý vị. Cho sáng thì ý ở đây muốn nói về phương pháp. Ở đây muốn nói về phương pháp là thiền tông nha quý vị. Phương pháp thiền tông. Để rồi khi thiền tông và tịnh độ, đây là hai phương pháp chính thống trong giáo lý đạo Phật. Và Phật giáo Hòa Hảo cũng là đạo Phật. Đây là phương pháp thiền tông và tịnh độ. Nhưng mà có người hỏi, ông ơi, ông nói về cái phương pháp giải thoát, nhưng mà hôm nay chúng tôi là những người còn sống tại gia, còn cha, còn mẹ, còn gia đình, chúng tôi đã gỡ lỡ cái nghiệp rồi, vậy phần nhân đạo như thế nào ông? Thì chúng tôi xin thưa, đó là Đức Thầy dạy là hiếu trung, lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài, nam mô miệng niệm hàng ngày, lánh lời vua mị học rài kể kinh. Đó là phần nhân đạo nha quý vị. Đức Tôn Sư yêu kính dạy chúng ta rất siêu sức quý vị. Ngài viết phải nó có ngằng có ngữ. Đây là phần nhân đạo. Rồi phần sau là trao tâm luyện tính cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn, lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Đây là phần Phật đạo. Mà muốn đi vào Phật đạo phải thiền tông và tịnh độ. Phải nói Đức Thầy dạy rất siêu sức. Trong đó khi mà chúng ta muốn về với Phật thì chúng ta phải làm tròn nhân đạo. Vậy nhân đạo là gì? Nhân đạo đây là phần đền trả tứ đại trọng ân. Đó là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Đó, chúng ta phải đền trả. Đó là phần nhân đạo. Về phần nhân đạo nữa là chúng ta phải tránh thập ác, hành thập thiện. Bởi vì Đức Thầy đã nói là sanh ra con người, ở đời con người dù muốn hay dù không cũng phải chịu với sự chi phối của định lực thiên nhiên. Định lực ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bất trật tất chết. Chúng ta đọc đến đây mới giật mình quý vị. Đi trúng là không tạo nghiệp nữa, đó là đi trúng. Còn bất trật là tạo nghiệp hoài thì phải nói luân hồi hoài. Đức Thầy muốn nói cái chỗ đó đó quý vị. Thành ra Đức Phật và Đức Tôn Sư yêu kính thương toàn thể người tín đồ, như cha thương con quý vị, cha tinh thần thương con. Đừng phạm nghiệp nữa, đừng có bị mà luân hồi nữa, đừng bị thiếu nợ nữa thì sẽ không còn luân hồi. Đó là chúng ta phải tránh thập ác, hành thập thiện. Đây là phần nhân đạo. Đó, mà Đức Thầy đã cho biết là ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp, lấm nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không mất mà tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thì Đức Thầy đã khẳng định đó là ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp. Đó, rồi chúng ta mới đi đến cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba của phần nhân đạo đó là xử thế tiếp dẫn, tức là đối nhân xử thế quý vị. Về phần đối nhân xử thế thì Đức Tôn Sư dạy sớm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen, ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lấp nạn đua chen giúp giùm. Mà chúng tôi nghiên cứu thì phải nói là cái phần đối nhân xử thế này chúng ta phải có một cái phần nhẫn ở trong quý vị. Bởi vì người không nhẫn thì thế nào cũng ở với xóm chòm cũng bị gây gỗ, rồi dẫn đến đánh đập, rồi dẫn đến pháp luật xử. Đó là người không nhẫn. Chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trong đời quý vị. Người hiền rồi thì cái gì cũng nhịn thôi. Ông nói gì ông nói, tôi đi chỗ khác đây rồi. Đó, thì cuối cùng anh em hết giận rồi mới trao đổi uống nước trà, trao đổi với nhau, rồi cuối cùng rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó là đối nhân xử thế. Phải nói có chữ nhẫn chúng ta mới đổi nhân xử thế cho nên êm đẹp. Chứ gì đâu mà thấy gì ở xóm chòm mà nay gây gỗ, mơi gây gỗ cũng vì cái ganh đất có một tấc một mà. Mà vì hơn thua với nhau. Để rồi Phật đã cho biết nó là vô thường, nó không có thường trụ, nó là khổ não, nó là vô ngã, đâu phải của ta. Mà chúng ta tranh chấp làm chi để gây gỗ lẫn nhau. Đó là phải nói là phần đối nhân xử thế. Chúng ta phải đi vào cái chữ nhẫn. Chúng ta phải quán đời là vô thường khổ não. Đó là chúng ta mới bỏ được cái cõi trần này, để đổi lại cái cuộc sống bình an, sớm chòm hạnh phúc của vị. Như vậy tôn giáo góp phần xây dựng xã hội là nó nằm ở chỗ đó nha quý vị. Thì thành ra đó là phần nhân đạo. Khi nhân đạo làm xong thì chúng ta bước lên Phật đạo. Thí dụ như trong phần nhân đạo, một ngày nào đó vừa làm tròn trách nhiệm nuôi cha mình ở bệnh viện, đó là phần nhân đạo. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng có hành Phật đạo ở trong. Đó là chúng ta phải thiền quý vị. Thiền là gì? Để đi đến cái chỗ là trao tâm luyện tánh cho mình. Tức là thiền là gì? Thiền định là gì? Thiền ở ngoài không động là thiền. Thí dụ như chúng ta đang ngồi ở đây thì bên ngoài cái chuyện ai làm gì đó làm là không động đến mình, không động đến tư tưởng mình, đó là thiền. Trong không tán loạn là định.
Đó là định quy gì? Thì một hôm thì lấy cái mẫu chuyện mà Đức Lục Tổ thì chúng ta mới nhớ thì mới biết thiền định nó như thế nào. Một hôm ngài đi bán củi thì đi đến một cái làng đó đó. Thì cái làng đó ngày xưa thì các vị cụ bô lão thường hay đọc kinh Kim Cang vào ban đêm và buổi sáng. Thì về chiều về tối rồi thì ngài đi ngang cái làng đó đó, ngài mới nghe một ông cụ đọc lên một cái đoạn trong kinh Kim Cang là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là mình không có trụ vào cái cảnh nào và tâm của mình cũng không có sanh ra vào cái chuyện mà vọng tưởng ở thế gian. Thì chính như thế, chỉ có một câu như thế mà Đức Lục Tổ ngộ đạo quý vị, đã đắc đạo quý vị, đã nhận ra được đạo. Đó là phương pháp thiền. Thiền thì ở đây là tĩnh lự, là vắng lặng, tập trung tư tưởng vào một công án nào đó. Đó là thiền nha quý vị, đó là thiền. Thì một hôm ở Linh Thú Sơn thì có cái mẫu chuyện này nữa là minh họa chúng ta biết thiền như thế nào. Một hôm ở Linh Thú Sơn giữa pháp hội có các là thánh chúng như là Thinh Văn Viên Giác La Hán, phải nói như thế đó, trình độ mà phải nói như thế mà chưa hiểu ý được của Phật nổi. Thành ra khi Đức Phật cầm lên một cái hoa sen, Đức Phật cầm như thế, Đức Phật không nói lời nào nữa, thì mọi thính chúng là Thinh Văn Viên Giác La Hán không ai biết được ý của ngài muốn nói gì. Chỉ có ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười. Nó phải nói là lúc bây giờ Đức Phật mới nói: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, nay phó chúc lại cho ông Ma Ca Hiếp giúp mà truyền đạo thiền cho đến các dòng sau. Vậy chứ chánh pháp nhãn tạng là gì? Tức là tạng là nhãn là mắt, mà tạng là nhãn tạng là thấy, con mắt thấy được chánh pháp. Đó là ngài Ma Ha Ca Diếp, tâm của ngài hiểu được niết bàn. Chỉ có Phật mới là dĩ tâm truyền tâm cho ngài Ma Ha Ca Diếp đó, đó là thiền quý vị. Nhờ sự vắng lặng, nhờ sự yên tĩnh, nhờ tập trung vào một cái tư tưởng và nhờ nhiều đời nhiều kiếp, ngài Ma Ha Ca Diếp mới nhận được cái y, phải nói là y bát, để rồi làm tổ thứ nhất sau 28 đời tổ ở Ấn Độ khoảng 1000 năm, rồi sau đó mới truyền sang Trung Quốc là 5 đời nữa quý vị. Thì khi mà ngài đời 28 đó là ngài Đạt Ma Tổ Sư, ngài quán xét ở Ấn Độ nhân duyên đã cạn rồi, thì ngài mới đem cái dòng thiền từ Ấn Độ đó trở về Tàu Khê để truyền giáo. Thì lúc bấy giờ ngài đến xứ Trung Hoa, ngài gặp vua Lương Võ Đế, tối ngài cứ là làm cái hình thức hữu di, làm cái hình thức bên ngoài, không chịu trở về tâm. Thì ngài Đạt Ma Tổ Sư quán nói chắc có lẽ là không ai nghe. Thì lúc bấy giờ Đạt Ma Tổ Sư mới bỏ cái nơi mà của vua Lương Võ Đế đó, trở về một cái ngôi chùa ở núi Tiết Sơn. Ở một cái ngôi chùa nọ, ngài Cũ Niên Diễn Bích ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm để thiền định quý vị. Thời kỳ nó chưa tới là như thế đó quý vị. Phải nói là một ngày nào đó chúng ta tin tưởng Đức Tôn Sư sẽ trở lại vào cái thời kỳ mà phải nói là đúng nhân duyên để cứu độ chúng ta thoát nơi luân hồi khổ não này quý vị. Thành ra chúng ta phải chờ đến ngày mà ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến dịp kiếm thầy khó ra quý vị, chúng ta phải ráng chờ. Như vậy thì lúc bây giờ trở lại câu chuyện là ngài Cũ Niên Diễn Bích ngồi quay mặt vào vách đá, thì giờ có thần quan. Thần quan thì quý vị đã biết lúc trước là một cái vị quan của triều đình mà quan võ nữa, tánh nóng lắm. Sau này cái trách nhiệm người ta nói giống như là về hưu vậy đó. Khi mà trách nhiệm ông xong đối với triều đình, đối với đất nước, ông trở về quê để ông tu, trở lại thành một vị tu sĩ tên là, có hiệu là Thần Quang. Thì Thần Quang đến cầu đạo, nghe tin ngài Đạt Ma Tổ Sư ngồi Cũ Niên Diễn Bích, đây là một vị tổ rồi, và đủ nhân duyên, ngài đến mới cầu đạo quý vị. Mà quý vị biết cái xứ Trung Quốc là cái Nam Cực, nó không phải như là Việt Nam của chúng ta. Xứ Trung Quốc nó rộng gấp cỡ mấy chục lần đất nước Việt Nam của chúng ta đó quý vị. Nó rộng gấp mấy chục lần, mà ở Nam Cực, ở xứ đó là cái xứ Nam Cực, nó giáp với là châu Âu. Thành ra ở nơi đó bão tuyết, phải nói là tuyết nó lạnh, mà phải nói là bão mà tuyết nó rớt xuống, thì Đạt Ma Tổ Sư vẫn ngồi bất động,
bởi vì một vị Phật mà đâu có dính líu gì cái chuyện thế gian nữa, đâu có nhầm nhò vậy. Thì thần quan lúc bấy giờ giữa bão tuyết đứng hoài đó đó, đứng hoài đó là cầu đạo, mà Đạt Ma Tổ Sư vẫn bất động. Thì ngài mới rút cái rươm ra, cầm cái rươm bên tay phải, chặt đứt cánh tay trái, dâng lên ngài Đạt Ma Tổ Sư để tỏ lòng thành kính mộ đạo quý vị. Phải nói ngày xưa cầu pháp đến nỗi cỡ đó đó, chứ không phải thầy thương chúng ta mà đem giáo pháp đến cho chúng ta. Phải nói là hôm nay chúng ta phải rất hữu duyên đó. Khi mà chặt đứt cánh tay đưa lên cho ngài Đạt Ma Tổ Sư xong, thì ngài Đạt Ma Tổ Sư mới hỏi: ông cần ta điều gì? Thần quan trả lời: bạch bạch sư phụ, tâm con không bình, xin ngài an tâm giùm. Thì thần Đạt Ma Tổ Sư chứ hỏi chứ tâm ở đâu mà bình, ông đem đến đây thì ta bình cho. Thì thần quan nói: con tìm mãi không thấy tâm nó ở đâu, bởi vì nó phần tư tưởng, nó phần không phải phần thô mà phần tinh khiết, mà phần tư tưởng mà đâu có hình dáng gì đâu mà đem cái tâm ra được. Thì lúc bây giờ con tìm mãi không thấy tâm ở đâu. Thì lúc đó Đạt Ma Tổ Sư mới quát lên một tiếng: vậy là ta đã an cho ông rồi đó. Ngài Đạt Ma Tổ Sư chỉ nói như thế thôi quý vị, mà thần quan đã đắc đạo, đã ngộ đạo, đã đắc đạo. Thì lúc bấy giờ Đạt Ma Tổ Sư mới đổi tên thần quan là Huệ Khả. Thần quan là vị tổ thứ 28 của Ấn Độ và cũng đồng thời là vị tổ thứ nhất của Trung Hoa nha quý vị. Chúng quý vị nên nhớ. Ôi xin Đạt Ma Tổ Sư á, người thì người Ấn Độ, nhưng mà khi về Trung Hoa thì ngài là vị tổ thứ nhất. Rồi đến là thần quan đổi tên đó là Huệ Khả, rồi đến Đạo Tính, rồi đến Thần Nhẫn, rồi đến Quần Nhẫn, rồi đến Lục Tổ Huệ Năng. Đó là năm vị tổ ở Trung Hoa cộng lại với 28 đời của Ấn Độ, thì 33 vị tổ. Khi đến đời thứ 33 thì bậc truyền y bát quý vị. Sau này các vị mà phải nói là vị mà sư, vị tổ truyền cho các đệ tử chỉ truyền tâm ấn mà thôi, chứ không có truyền mà y bát nữa, bậc truyền y bát rồi đó. Chúng ta nên nhớ dĩ tâm truyền tâm giữa Đức Đạt Ma Tổ Sư và Đức Thần quan quý vị. Khi hiểu với nhau rồi, ngộ được cái chữ là chân không rồi, thì lúc bây giờ là tâm của thần quan sáng suốt, không còn vọng động chuyện thế gian nữa. Đó là thần quan đã đắc đạo. Một hôm trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có rầy la các môn nhân đệ tử rằng: cớ sao các ông cứ cho thân tứ đại giả hợp này là thiệt thân của mình, các ông lại cho giả cảnh này là thiệt cảnh của mình, các ông lại cho cái tâm là phải nói là vọng động này là thiệt tâm của mình, mà bỏ đi cái chân tâm của các ông từ hồi đời kiếp kiếp nào cho đến bây giờ. Vì thế nên các ông phải chịu luân hồi mãi mãi. Giống như các ông nấu cát mà muốn thành cơm đó, muốn chạy theo vọng tưởng mà muốn đắc đạo. Và vọng tưởng là chạy theo hình thức bên ngoài, không trở về nội tâm quý vị. Nó trở về nội tâm đi thì chúng ta sẽ ngộ đạo. Đó là chúng ta muốn nói về cái phương pháp thiền để cho tâm nó sáng quý vị. Giờ đây thì đó là cái phương pháp thiền mà Đức Thầy đã dạy gọn lại. Đức Thầy sợ chúng ta mà phải nói lu bu về các văn tự đó. Đức Thầy nói ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ quý vị. Tâm bình trở lại thôi, đừng hờn, đừng giận, đừng hơn, đừng thua. Thôi ông làm vậy đó, ông làm đi, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Đó, đủ ở đó là nhân duyên, rồi lý sinh diệt, có sinh ra thì phải có diệt. Đó, chỉ cái chuyện đó là bình thường, chúng ta rất an nhiên, để rồi chúng ta không bị cảnh trần này lôi kéo nữa. Đó là chúng ta tâm bình tĩnh tịnh. Về điểm này thì Đức Tôn Sư có dạy: đối với kẻ xuất gia đầu Phật, ngoài những lúc tham thiền nhập định, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc tông quả cho nhà thiền, chẳng có làm việc chi có thể tạo thành ác nghiệp cả. Đó là Đức Thầy dạy, phải nói là người tu để lúc nào thời gian sáng thức dậy chúng ta công phu rồi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta là xem sách đọc kinh là làm công việc, rồi buổi chiều cũng như thế đó quý vị. Tập dần dần nó có một cái tập quán nghiệp để rồi chúng ta trở về cảnh thanh tịnh nghe quý vị. Về phần này thì Đức Thầy đã dạy rõ ở đoạn cuối của phần chánh định. Họ không chịu hề hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ, tức là thiền ở ngoài không động là thiền, trong không tán loạn là định,
Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ, thì thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà. Chúng ta nên nhớ mấy cái ý này nè. Và khi ta dùng sự chánh định là suy gẫm chân chánh đó, dẹp bỏ hết các sự phiền não. Phiền não rồi, dẹp bỏ rồi, không còn tham sân si, không còn giận hờn nữa rồi, sống trong cái trạng thái giải thoát rồi. Phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục. Thì quý vị đã biết những cái sắc dục, sắc ở bên ngoài, từ vật chất đến con người, đó là làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà. Tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần để lần bước đi đến cõi giải thoát nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy dạy hay lắm quý vị ơi. Dạ. Xin phép. Đó là phần thiền. Bây giờ không có thời gian thì chúng tôi nói gọn gọn lại đi. Rồi đến phần tịnh. Thiền tịnh song tu, đây là hai pháp môn chánh thống của đạo Phật. Chúng tôi xin nhắc đi nhắc lại hoài nha. Đây là pháp môn hai chính thống. Thì tịnh như thế nào? Tức là chuyên lo niệm Phật, sửa mình cho trơn. Chúng ta đặt câu hỏi chuyên là gì mới gọi là chuyên. Thí dụ như một bác sĩ học 6 năm ra trường thì đó là bác sĩ đa khoa thôi nha quý vị. Còn bác sĩ mà học thêm 2 năm nữa, tức là chuyên khoa mắt, thì bác sĩ chuyên khoa 1 về mắt. Chuyên khoa răng hàm mặt thì bác sĩ khoa chuyên khoa 1 về răng hàm mặt. Bác sĩ chuyên khoa mổ, tức là khoa ngoại đó, thì bác sĩ chuyên khoa về khoa ngoại. Đó là bác sĩ xương khớp, bác sĩ là xương khớp, hay hoặc bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ tim mạch, đó là chuyên khoa. Thì tại sao chúng ta gọi là chuyên? Chuyên là chúng ta, Đức Thầy đã cho biết là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc nhưng cũng chuyên tu hành. Thì cái nghề cài cuốc này thì nói về cái mặt mà sự á, thì nói do cài do cuốc làm ruộng làm ăn để nuôi thân sống. Nhưng mà nói về mặt lý đó, không phải cài cuốc này à, Đức Phật không có nói chuyện cài cuốc ở đây đâu quý vị ơi. Cài cuốc ở đây là chúng ta xem kinh đọc sách học đạo, đó là cài cuốc đó quý vị. Chứ Phật mà đâu có nói cái chuyện mà thế gian. Nhưng mà chúng ta hiểu về cái sự cũng được, nhưng mà cái lý đạo là ở đây cài cuốc là chúng ta mở sấm giảng thi dân giáo lý ra đọc, hay hoặc là nghe sấm giảng thi dân để trao tâm luyện tánh, để sửa mình cho trơn, đó là cài cuốc. Tuy mặc dầu bên cạnh đó là chúng ta xem kinh, đọc sách, trao tâm luyện tánh, nhưng mà chuyên lo niệm Phật là chuyên. Chuyên là chúng ta là sao mới gọi là chuyên? Chuyên là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc đâu quý vị. Đó là chuyên nha. Niệm Phật là niệm cái bản tay thanh tịnh của chư Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Đó là chuyên lo niệm Phật. Thí dụ như chúng tôi đi cũng niệm Phật, niệm Phật cũng được, đứng niệm Phật cũng được, nằm niệm Phật cũng được, bệnh niệm Phật cũng được quý vị. Đó là chuyên rồi quý vị. Buông ra thì chúng ta phải có một cái tập quán nghiệp như thế. Muốn có một cái tập quán nghiệp như thế thì chúng tôi và chào quý vị, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở cái phần mà Tước Diệu Đề, Đức Thầy khuyên chúng ta nên có một cái tập quán nghiệp của người tu quý vị. Tước Diệu Đề ai có mến ưa thì lão cũng kể sơ thêm nữa, chữ tập đề nay đà mở cửa, tức là cái tập với đạo đó quý vị, tập ngược với dòng đời. Chữ tập đề nay đà mở cửa, đặng đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên. Người tu phải cực lắm nha, cúng lại, ăn chay, niệm Phật, nhẫn nhục, làm lành, làm phước. Đó là người tu ăn thì cũng ăn kham khổ. Ai nói gì chữ mình thì mình cũng nhịn. Đó là người tu đó quý vị. Người tu dứt khoát không có cự lại với ai hết trơn á. Nam mô A Di Đà Phật, con chữ tôi không đừng giết tôi được rồi tôi chạy. Đó là người tu đó quý vị. Ráng cực lòng một bước đầu tiên thì mới được, sau mới được làm nên Phật Thánh. Về thượng giới cõi tiên mấy bảnh, đến diệt đề trừ vật dục xưa, cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên dứt bỏ. Muốn tâm tánh, cũng trở về tâm và tánh nữa nè, muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề.
làm đạo nó là như thế đó. Phật thì khổ lắm, phải nói gì chúng sanh Phật khổ, khổ gì phải nói là thân ta giàu lắm đoạn trường cũng làm cho chuyện chữ thương nhân lồi, quý vị, đó là như thế. Thì ráng về thượng giới của tiên mới bệnh, đến việc đời chịu giặc dục xưa, cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đời phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hiệp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Đến giai đoạn này là người tu sống vào một trạng thái giải thoát rồi nè quý vị. Thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng ấy mới là màu nhiệm, mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, lời thầy dạy hay lắm đó. Thì chúng ta chuyên lo niệm Phật, đó là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Chuyên lo niệm Phật thì niệm Phật là gì? Phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt. Niệm là gì? Chúng ta đặt câu hỏi trở lại, niệm là gì? Thì Đức Thầy đã giải rồi, Đức Thầy đã giải hết rồi quý vị. Phải nói là có hai ông cụ nói với nhau, ngồi uống nước trà. Ông nói, ông cụ kia, ông nói lời thầy nói có lúc tôi hiểu, có lúc không không. Thì ông cụ nọ, ông nói anh nói vậy là đúng rồi đó. Giáo pháp nhà Phật đâu phải lúc nào chúng ta cũng hiểu hết được. Đạo Phật diệu diệu thâm thâm mà, đạo pháp tầm sâu sâu chẳng cạn. Đó mới gọi là cái giáo pháp phải nói là có giá trị. Chứ cái gì anh cũng hiểu hết thì giáo pháp tầm thường lắm, anh nói là đúng. Nhưng mà nhưng mà anh ông kia ông mới nói trở lại, nếu câu nào khó quá anh cứ đọc tới đọc lui đi, thầy giải hết rồi, thầy giải hết trơn rồi. Đây đó là chuyên lo niệm Phật sửa mình cho chân. Niệm đây là chúng ta ghi nhớ sự chân chánh, đó là phần chánh niệm, Đức Thầy đã định nghĩa rồi quý vị. Niệm là ghi nhớ sự chân chánh, chứ ngồi đây chứ mình định bớt ghi nhớ thôi. Bà đi đâu đó bà đi đi, thì tôi lo tròn trách nhiệm nuôi con. Đó là ghi nhớ sự chân chánh, tôi lo tròn trách nhiệm để tôi niệm Phật, để tôi hồi hướng công đức cho cha mẹ, để tôi làm được những gì ích lợi cho chúng sanh, để hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta niệm vào cái chỗ chánh niệm. Còn niệm vào cái chuyện thế gian, niệm về cái danh, cái lợi, cái tình, đó là tà niệm quý vị. Đó là tà niệm. Phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, mà cuốn cuồng vào cái danh, cái lợi, cái tình thì nó đưa chúng ta luân hồi sinh tử. Còn chúng ta trở về với đạo thanh tịnh vắng lặng là chúng ta giải thoát. Đó là hai đường thôi chứ không có gì khó. Đó trừ vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt. Đó là chúng ta niệm thấy trần quá rồi. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che nó phát sinh. Cõi lòng không an lạc thì phiền não nó nổi lên liền à. Có đôi khi mất rồi, thì mất cái chuyện này chuyện nọ rồi, thì kể như mình mất cái gì, mình kể như mình vuột tay với sông đi quý vị. Đừng có suy nghĩ lại với nó, đừng có suy nghĩ. Cái tình cảm tình yêu ngày xưa các vị Phật vị tổ coi như là cái áo rách cõi ra bỏ đi, giống như là đôi dép, không cần tới nó quý vị. Nó là tứ đại, sớm muộn gì nó cũng sẽ đi vào cái chỗ tiêu vong. Thành ra chúng ta phải quán như thế đó, đó quý vị. Chúng ta bớt niệm với nó thì bớt luân hồi, bớt khổ não, không còn phiền não nữa thì không còn luân hồi nữa. Đó là chúng tôi xin chia sẻ những cái gì vậy. Nên niệm Phật là niệm cái bản phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Lúc bây giờ chân tâm nó bị bụi trần đóng nữa rồi, chân tâm mờ ám. Nên nay hễ thành tâm niệm Phật, nếu được một niệm Phật ắt lìa một niệm chúng sanh, tức là nhớ về cái cảnh thanh tịnh vắng lặng đó, lìa một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục mà đâu còn đâu mà nảy sanh ra được, hết phiền não rồi. Thì về vấn đề này, một hôm Đức Phật Thích Ca giữa pháp hội, bỗng nhiên nhan sắc Đức Phật Thích Ca thay đổi quý vị. Đứng như vậy thay đổi, mà Phật là 32 tướng tốt, 70 vẻ đẹp, mà Đức Phật thay đổi còn đẹp hơn nữa quý vị. Một vị mà phải nói thoát trần rồi, liễu ngộ Phật đạo rồi, phải nói có một cái phong thái rất đẹp. Các
đệ tử trong thính chúng mới hỏi hôm nay Bạch Thế Tôn, hôm nay có vấn đề gì mà con thấy Bạch Thế Tôn khác lạ thế? Thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca mới trả lời: ta đang cảm nghĩ về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đã tạo dựng nên. Ở nơi đó có rất nhiều báu quý, ở nơi đó gồm có là sen chó hào quang, ao lộ cát vàng, có lầu nạm ngọc và có nhạc trời luôn tẩu lên nghe thảnh thót. Đó là Đức Phật Thích Ca đã cảm nghĩ về thế giới cực lạc. Thì lúc bây giờ thì Đức Phật mới dạy thêm: khi con người niệm Phật dựa vào cái chỗ thanh tịnh vắng lặng rồi, thì lúc bây giờ phiền não đã dẹp rồi, các sân hận đã dẹp rồi, tham sân si không còn nữa rồi, thì trở lại cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì cảnh Tây Phương cực lạc hiện ra trước mắt của chúng ta, do chúng ta có một cái tâm thanh tịnh, quý vị, chứ không phải ở đâu xa. Mà cái cảnh đó là cái cảnh vô vi, chứ không phải cái cảnh hình tướng mà mình nghĩ có một ngôi chùa như vậy, không phải nha. Cái cảnh vô vi, cái cảnh nó không có hình tướng, cái cảnh đó sống bằng nội tâm, cái cảnh đó sống bằng thần thức. Mà đó, thì đức cảnh Tây Phương cực lạc hiện ra do tâm của chúng ta thanh tịnh, và Đức A Di Đà cũng hiện ra từ chân tâm thường trụ và vô lượng quang. Đó, thì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài thường trụ trong cái tâm của mình, thì lúc bây giờ Đức A Di Đà hiện ra thường trụ và vô lượng quang. Tại sao có từ ngữ vô lượng thọ và vô lượng quang? Vô lượng thọ là gì? Là người trở về đó sống y như Đức Phật, không còn sinh già bệnh chết nữa, là vô lượng thọ không thể đếm. Vô lượng quang là hào quang của Ngài ở nơi đâu cũng chiếu sáng, đó là vô lượng quang, quý vị. Đó, thì về điểm này Đức Thầy có khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng là thần thức nhập thai sen tinh hảo, không nhọc nhằn lo việc lo nỗi khổ sanh, thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khổ gì khổ lão, thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử, cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bắt đắc, cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Thì đến nơi đây là cái cõi ta bà này ta có 8 điều khổ, thì song song bên cõi Tây Phương cực lạc có 8 điều vui như Đức Tôn Sư của chúng ta đã diễn tả, quý vị. Thành ra chúng ta phải có vững niềm tin, vì đó là cái mục tiêu đi đến cái chỗ niệm Phật, đi đến cái chỗ thanh tịnh vắng lặng, để rồi chúng ta được giải thoát nha quý vị. Đó là chuyên lo niệm Phật. Về cách niệm Phật thì phương pháp niệm Phật có 4 phương pháp theo giáo lý đạo Phật đã đưa ra, quý vị nên nhớ nha. Phương pháp thứ nhất đó là trì danh niệm Phật, tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Phương pháp thứ hai đó là tham cú niệm Phật, tức là niệm Phật mình coi cái tâm mình còn vọng động hay không, cái tâm mình được thanh tịnh hay chưa, đó là tham cú niệm Phật. Phương pháp thứ ba là phương pháp quán tưởng niệm Phật, là tưởng tượng và hình dung Đức Phật, Đức Thầy hiện đến để cứu độ chúng ta. Phương pháp thứ tư là phương pháp thật tướng niệm Phật. Dạ xin lỗi. Phương pháp thật tướng niệm Phật đây là phải nói niệm Phật trở về tâm, quý vị. Miệng thì không phát âm lên tiếng mà tâm vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật, để dựa vào cái chỗ thanh tịnh vắng lặng đó. Mà Đức Thầy đã dạy niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng của mình được thanh tịnh và không còn trượt nhiễm trần ai, quý vị. Chư Phật vốn thanh tịnh vắng lặng như mặt nước hồ, như chúng tôi đã nói tới nói lui hoài, tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân. Thì niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Đây là cái phương pháp tha lực. Còn phương pháp thiền định đó là phương pháp tự lực, quý vị. Tự lực là tự mình đi. Còn phương pháp này là phương pháp tha lực, là mình nhờ ơn Đức Phật gia hộ cho mình tâm được sáng suốt bình tĩnh. Đó là phương pháp nha quý vị. Quý vị nên nhớ. Thì
đến đây nó mới có một cái mẫu chuyện để minh họa, làm sáng tỏ cái đề của chúng ta. Thì một hôm thì ông Hương Quảng Diệp đi đến cái vùng Bạc Liêu, đến nhà của ông Ký Giỏi năm 1941 năm Tân Tỵ. Thì lúc bấy giờ ông Ký Giỏi đã quy y với Đức Thầy rồi. Thì lúc bấy giờ thì ông ngồi ông niệm Phật. Và khi mà xả ra rồi đó, thì Đức Thầy mới đến. Rồi ông Hương Quảng Diệp họ bạch với Đức Thế Tôn, bạch với Đức Tôn Sư là sao con niệm Phật mà đau lưng quá, con nặng ngực quá. Thì lúc bấy giờ Đức Thầy yêu kính mới dạy rằng ông niệm Phật ông nên ngồi thẳng lưng lên và hai cái chân ông xếp tròn lại, nó giống như hình của một đóa hoa sen đó quý vị, hình trụ đó quý vị. Mà các nhà khoa học đã cho biết là cái núi Cấm của chúng ta phải nói là cái sự vô vi quyền bí quý vị, nó nhìn giống như cái hình trụ đó quý vị, giống như cái người ngồi niệm Phật đó quý vị. Cái đỉnh bồ hông đó là cái đầu, mà hai bên đó là dồ đầu và dồ ở phía dưới, đó là người ngồi niệm Phật, giống như là hai cái đầu gối, hai cái chân để xếp tròn lại. Đó là chúng ta nên biết cách niệm Phật nó như thế, chứ không phải ngồi mà gật gù lên gật đầu xuống. Đức Thầy đã dạy rồi. Rồi sau đó là buổi chiều đến phần ông Ký Giỏi cúng. Ông Ký Giỏi cúng xong rồi ông Ký Giỏi cũng ngồi niệm Phật. Thì lúc đó ông Hương Quảng Diệp hai huynh đệ ngồi niệm Phật với nhau. Ông có 45 phút à. Ông Ký Giỏi đứng lên. Rồi khoảng 15 phút sau Hương Quảng Diệp đứng lên mới nói với ông Ký Giỏi: sao tôi thấy huynh niệm Phật hơi ngắn quá. Thì ông Ký Giỏi mới nói: tôi niệm Phật như vậy cũng được vài trăm tiếng mà khoảng 45 phút thôi, tùy theo sức khỏe. Thì Đức Thầy mới ở trong mới đi ra. Đức Thầy mới nói là niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, và ông nên nhớ niệm Phật mới rõ từng tiếng. Hơi thở hít vào thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, hơi dạ thở hít vào thở ra Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm rõ từng tiếng, nương vào cái chỗ thanh tịnh như vậy đó. Cần chất lượng chứ không phải cần số lượng nha ông. Thì lúc đó là Đức Phật mới, Đức Thầy mới dạy. Thì Đức Thầy dạy ông Ký Giỏi và ông Hương Quảng Diệp cũng như dạy toàn thể đồng đạo của chúng ta. Cúng xong nên ngồi niệm Phật cũng được, nhiều ít thì tùy theo sức của mình. Ngồi bán già hay hoặc là kiết già. Bán già là một chân ngồi bình thường, còn kiết già là chân này chéo qua chân kia. Rồi chắp tay vào ngực đọc 4 câu: mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, xôi đường minh thiện đến Long Hoa. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là lời Đức Thầy đã chỉ dạy toàn thể tín đồ. Và quý vị nên nhớ nha, niệm Phật là phải niệm trong tâm. Quý vị nên xét về cái lý đi. Đang cầu nguyện gì đó, chúng tôi từng đi chứng kiến cầu nguyện, thì thay vì như đọc cái bài mà cầu nguyện cho người chết xong rồi cấm hương rồi mời toàn thể chứ quý vị chắp tay vào ngực thành tâm niệm Phật để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Có một số đoàn á không có để thời gian yên tĩnh quý vị, cấm hương xong rồi niệm Phật dậy hết trơn đó, niệm lên tiếng cái lo dậy hết trơn, rồi trong cái khoảng thời gian chờ lại đó đọc 4-5 câu giảng, nó mất thời gian quý vị, làm cho chúng ta là phải nói không được trở về tâm. Đó là niệm Phật phải trở về tâm, niệm Phật thì phải niệm trong tâm chứ không phải mà niệm mà để mà xuất phát ở bên ngoài. Thì chúng tôi đi đến ở Cà Mau thì tùy theo cảnh mà chúng tôi gợi ý. Như cô Tám ở nơi đó cô nói nếu mà niệm Phật mà trở về tâm yên lặng thì mấy bả ngồi hơi cái mấy bả xì xào hoài vậy đó. Thì chúng tôi nên niệm Phật lên tiếng để cho mấy bả lôi mấy bả trở về tâm. Thì chúng tôi nói như thế, cô nói vậy cũng đúng chứ không có sai. Bởi vì mình mượn cái cảnh để sanh cái tình. Đầu tiên chúng ta niệm Phật lên tiếng, nhưng mà khi dần dần quen rồi chúng ta nên trở về tâm, yên tĩnh vắng lặng niệm Phật trở về tâm, chứ đừng có niệm Phật hình thức bên ngoài nữa. Đó là những cái ý mà chúng tôi xin trình bày đến toàn thể chư quý vị hôm nay. Hết giờ hả đại? Dạ. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, phải nói là kiếp người nó ngắn ngủi, mới đó rồi mất đó, có đó rồi không đó. Trưởng ban trì sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An của chúng ta đương thời thì phải nói có công với đạo, chú đã cùng nhau một tay và
các ban trị sự và quý vị trong ban trị sự trình xây dựng ở nơi đây cơ sở phải nói là rất khang trang như thế, để rồi Chúa qua đời. Phải nói là kiếp người ngắn ngủi, thân người có được nay ta được, thân người khó được nay ta được, Phật pháp khó nghe tai ta được nghe. Phải nói nhân cái cơ hội này thì chúng ta bước nhanh vào cõi giải thoát, cho bằng không là chúng ta sẽ bị luân hồi mãi mãi quý vị. Ráng hành đạo, ráng ăn chay, ráng niệm Phật, ráng làm lành, ráng mà giữ giới, để rồi chúng ta trao thân phận trạng danh hiếu đệ để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng nha quý vị. Và trong kinh Di Giáo, chúng tôi xin chia sẻ cái ý này nữa nha quý vị. Quý vị nên biết là trong kinh Di Giáo, là trong kinh đạo Phật đó, thì trong kinh này đã cho biết là tam giới tri trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý này quý vị nên nhớ. Tức là tam giới tri trung, dĩ tâm vi chủ là ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đây là ba cõi này còn luân hồi sinh tử. Dĩ tâm vi chủ là lấy cái tâm làm chủ, đó là do tâm nha quý vị. Rồi năng quán tâm giả, tức là mình quán xét được cái tâm, làm chủ được tâm thì mình sẽ được giải thoát. Bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân, mình không làm chủ được cái tâm, mình sẽ bị trầm luân nha quý vị. Nó phải nói là Đức Thầy dạy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Đó là chúng tôi xin chia sẻ khi rời khỏi diễn đàn. Thì giờ đây chúng tôi xin kết luận lại đề, tức là chúng tôi xin rạng lại đề để chúng tôi kết luận, thời gian đã hết. Như vậy là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mị học đài kể kinh. Tức là phần nhân đạo hiếu với trung, chúng ta làm tròn trách nhiệm giống như ngài Quan Thượng Đẳng Đại Thần, để rồi chúng ta sẽ được giải thoát. Đừng có quên trung với hiếu nha quý vị. Sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Rồi nam mô miệng niệm, tức là mình niệm là mình ghi nhớ sự chân chánh hằng ngày để đi theo giáo lý. Lánh lời vua mị, tức là vua mị ở đây không phải nói là nịnh người này nịnh người kia, đó là cái chuyện nhỏ. Tức là mình vua mị, cái nghĩa rộng của vua mị, tức là mình đừng có đi theo những cái danh, cái lợi, cái tình nữa. Đó là lánh lời vua mị đâu quý vị. Học rài kệ kinh. Rồi trao tâm đến phần Phật học đạo, tức là trao tâm. Trao tâm là trao sửa cái thân tâm của mình. Luyện tánh là đừng cho cái tư tưởng mình phải tránh đi, mình phải làm chủ được tâm mình, để trao tâm luyện tánh cho nó sáng suốt, để trở về thiền định vắng lặng cho mình. Chuyên lo niệm Phật, tức là chúng ta tuy mặc dầu làm ăn nhưng mà lúc nào cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lắng tai nghe rõ tiếng đờn, tức là nghe rõ cái tiếng đờn này là đờn pháp, chứ không phải nói chuyện mà đờn ca gì ở đây quý vị. Đờn này là đờn pháp, đờn phải nói là đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành giả ái bắt rung, cúi đầu trước quy y Phật pháp nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hay lời thầy dạy hay lắm. Đó là lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím mà quán hờn cũng không. Tại sao nói không dây không phím? Tại vì khi đi đến cái chỗ vô vi rồi, khi đi đến cái chỗ chân tâm Phật tánh rồi, không còn cái chuyện hữu hình ở thế gian này nữa rồi. Tất cả những vật ở thế gian này nó đi vào cái chỗ là luân hồi sinh tử, đi vào cái chỗ thành trụ hoại không, đi vào cái chỗ hoại diệt. Thành ra chúng ta phải trở về vô vi, trở về sống bằng thần thức. Đó là không dây không phím, quán hờn cũng không. Đó là như thế thì chúng ta không còn giận, không còn hờn, dẹp bỏ cái phiền não rồi, dẹp bỏ cái tham sân si rồi, thì lúc đó tâm của chúng ta thanh tịnh, sống vào cảnh giới mà phải nói là giải thoát quý vị. Thì giờ đây trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng không quên cầu chúc cho các cấp chính quyền địa phương sức khỏe dồi dào, phụng sự cho đời ngày càng tốt đẹp thêm lên. Kính chúc cho các quý vị trong ban trị sự xã Vịnh Khánh An và quý vị trong các ban trị sự xã bạn sức khỏe, an lành, hạnh phúc và phụng sự đạo pháp, để pháp luân này được thường chuyển trong những ngày còn lại ở thế gian. Kính chúc quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị đồng đạo của chúng ta hưởng một mùa thu trăng tròn, gặp được giáo pháp, để rồi chúng ta thoát đi cái dòng luân hồi sinh tử này, để rồi chúng ta trở về cõi thanh tịnh. Đó là trao tâm luyện tánh cho nó sáng suốt,
chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn thì chúng ta không còn luân hồi sinh tử nữa. Đề của chúng tôi đến đây là xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.